Khi N'Golo Kanté còn là một đứa trẻ, anh ấy đã ở bên chúng tôi. Anh ấy luôn giống như một chú kiến. Xét về mặt thể thao, anh ấy là một con quái vật, là phần tử kích thích cho cả đội. Khi Kanté 10 đến 11 tuổi, không ai tưởng tượng được rằng anh ấy sẽ đạt được những thứ như ngày hôm nay. Ký ức đầu tiên mà tôi có ở Rouen Malmaison là cuộc sống ở ngôi nhà mà mình từng sống với gia đình, nơi mà tôi nghĩ rằng đã phát triển tình yêu với bóng đá từ khi còn bé. Tôi lớn lên như những người bạn cùng trang lứa, cố gắng học tập tốt trên trường, làm những thứ mà mình thích. Chơi bóng đá, tụ tập với bạn bè. Tôi đã ký hợp đồng với Suness và phải làm quen với cuộc sống ở câu lạc bộ, luyện tập và các cuộc thi đấu. Đó là năm đầu tiên tôi bắt đầu với bóng đá. Kỷ niệm đầu tiên của tôi về cậu ấy là khi cậu ấy vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ. Cậu ấy không cao bằng một cái bàn. Cậu ấy chỉ cao có 1m2 và thường tới đây với nụ cười rạng rỡ, tập luyện lặng lẽ và chỉ chơi bóng đá. Cậu ấy luôn mỉm cười, sống cuộc sống nhỏ bé đơn giản của mình. Những trải nghiệm khi bạn còn trẻ chắc chắn sẽ ở bên bạn suốt đời. Tôi nghĩ khi ở cùng Suness, tôi đã luyện tập rất nhiều và chăm chỉ vì các huấn luyện viên của Suness muốn để tôi tham gia với đội lớn hơn. Vậy nên tôi đã chơi với những người đồng đội có thể chất và cao lớn hơn tôi, có khi là dày dặn kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng tôi cũng đã phải bù đắp lại bằng rất nhiều công việc và rất nhiều sự kiên trì. Điều đáng ngạc nhiên vào thời điểm đó là mức độ chịu đựng của anh ấy. Sự bùng nổ đó cho phép anh ấy nhanh chóng đổi hướng và bao phủ cả sân khi cần thiết. Xét về mặt thể thao, anh ấy là một con quái vật. Khi N'Golo Kanté còn là một đứa trẻ, cậu ấy đã ở bên chúng tôi. Cậu ấy luôn giống một chú kiến. Cậu ấy chạy rất nhiều, cậu ấy luôn di chuyển theo hướng rất thông minh. Đó là cách làm tôi vẫn giữ khi lớn lên. Và tôi nghĩ rằng hiện tại, bất cứ khi nào trên sân cỏ, tôi sẵn sàng cống hiến hết tất cả vì tôi vẫn thích ở đó. Nó là kết quả của việc luyện tập chăm chỉ và nó tạo nên cầu thủ như tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hay nói về những việc tắc bóng, nhưng N'Golo Kanté thì không. Anh ấy đã từng cướp bóng từ chân đối thủ, nó hoàn toàn khác biệt. Khi Kanté 10, 11 tuổi, không ai tưởng tượng được rằng anh ấy sẽ đạt được những thứ như ngày hôm nay. Đó là năm đầu tiên của tôi, và sau đó khi tôi lớn lên, khi tôi là một thiếu niên, chúng tôi đã giành chức vô địch. Tôi đã có rất nhiều thời gian với Suness, được thăng tiến và cố gắng đạt đến cấp độ cao nhất. Chuyện là những người như Pierre hay Thomas hay như những huấn luyện viên và các đồng đội đã giúp tôi hiểu ra rằng trở thành học viên và trở nên chuyên nghiệp là hoàn toàn có thể. Tôi đã bắt đầu tin vào nó và luyện tập chăm chỉ hơn để biến nó thành hiện thực, và nó đến hơi trễ một chút. Đã có rất nhiều thất bại, nhưng sau cùng tôi vui vì tôi đã ở đây hôm nay. Chính là những chiếc cúp đầu tiên của tôi với cương vị là cầu thủ chuyên nghiệp. Với tôi, chúng rất có ý nghĩa, chúng đánh dấu những khoảnh khắc tươi đẹp và bây giờ chúng là những kỷ niệm đẹp đẽ. Đó là lần đầu tôi đặt chân đến Anh cùng Leicester, một mùa giải tuyệt vời, và lần đầu tiên tôi bước tại Chelsea, mùa đầu tiên đó tại ngoại hạng Anh.
Điều tự hào lớn nhất của chúng tôi là đã có thể hướng dẫn cho N'Golo để anh ấy thành công trong cuộc sống. Bóng đá là điều riêng của nó, nhưng để trở thành người tốt trong cuộc sống của anh quan trọng hơn nhiều. Và điều chúng tôi tự hào về N'Golo là hình ảnh về bóng đá mà anh ấy truyền tải, và vì N'Golo là niềm yêu thích của mọi người. Đó thật sự là một hành trình rất tuyệt vời. Tôi nghĩ một phần trong tôi vẫn là đứa trẻ 10 tuổi đó, nhưng đã có nhiều sự thay đổi, có nhiều điều để khát khao hơn khi là một đứa trẻ. Anh ấy được mọi người yêu mến, không chỉ vì khi chúng tôi chọn cầu thủ, anh ấy luôn được chọn đầu, vì mọi người đều muốn thắng. Mọi người yêu mến N'Golo, cậu ấy là nhân vật được yêu thích trong phòng thay đồ, đặc biệt là nhờ hành vi của cậu ấy. Cuối cùng, đó là sự quyết tâm, công việc và những người tôi đã gặp đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Nó là một chuyến hành trình thật sự tuyệt vời và tôi hy vọng nó vẫn được tiếp tục.